thông tin từ trang Bandera Philippines chia sẻ mới đây, hình ảnh về một người đàn ông lớn tuổi đeo chiếc lá chuối trên mặt để thay khẩu trang đang được lan truyền trên khắp mạng xã hội, khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Được biết, người đàn ông này sống tại thành phố Camayan, Philippines. Người dân nơi đây được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi ra đường và đảm bảo biện pháp phòng dịch an toàn. Tuy nhiên, một người đàn ông lớn tuổi trên chiếc xe đạp cũ kỹ lại sử dụng chiếc lá chuối thay khẩu trang, nên cảnh sát đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Sau khi được hỏi về chiếc lá chuối trên mặt, người đàn ông cho biết bản thân không có tiền để mua một chiếc khẩu trang tử tế. Nghe được hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông, cảnh sát đã đưa cho ông một chiếc khẩu trang để sử dụng, chứ không hề bắt phạt trong tình huống này. Đây không phải là lần đầu tiên những chiếc lá chuối được áp dụng thay khẩu trang. Trước đó, người dân cộng đồng Epela, một cộng đồng người bản địa ở miền Bắc Peru, đã tự tách biệt mình ra khỏi phần còn lại của đất nước này. Với họ, việc cách ly như vậy là biện pháp tối ưu nhất trong diễn biến căng thẳng của mùa dịch trên thế giới thời gian qua. Tuy nhiên, vì nhu cầu trong cuộc sống, một vài người phải đi tìm lương thực và để tránh sự lây nhiễm, họ lựa chọn dùng lá chuối để thay khẩu trang để bảo vệ mình khi ra đường. Khi những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự xót xa về những hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt này. Tuy nhiên, việc sử dụng lá chuối để thay khẩu trang vẫn không thể đảm bảo an toàn cho những người sử dụng trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.